Đây là gói mì tương đen rồi. Mì trộn tương tàu nấu 5 phút rưỡi. Đây có hai gói rồi. Đây là gói tương và đây là gói rau. Mẹ đang nấu mì, đợi nước sôi cho mình, chút nữa mình sẽ bỏ gói mì và gói rau này vô nấu 5 phút rưỡi nha. Đây là gói rau này nha. Chết rồi, cái hộp này nhỏ quá, cho thêm miếng nước mới được. Sau 5 phút rồi nè cả nhà. Sau 5 phút bây giờ người ta kêu vớt ra trừ khoảng 4-5 muỗng nước thôi rồi mới chế tương vô liền. Rồi xong rồi quý vị, giờ mình sẽ cắt cái bịch này, đổ bịch tương này đổ vô nha. Đây bây giờ mình sẽ trộn lên. Khói bốc lên cao. Rồi giờ đổ ra tô ăn thử nha cả nhà. Đây nè quý vị, mình đã đổ ra rồi đây. Giờ nên sẽ ăn thử nha. Đây nên đưa đũa ra cho mẹ. Trẻ nhỏ xíu của nơ phải không? Được. Đừng nớ hay nè các bạn. Đây. Sao không ngon? Rồi. Ăn mì phải không? Rồi. Nên xin chào cô chú đi. Chén này con ăn vừa rồi, chén nhỏ nữa hết rồi. Khoan khoan, mẹ nghĩ là mẹ sẽ cắt ra cho nó dễ. Rồi nó ăn thử coi. Để xích vô. Ngon không? Vậy là nó ăn được mì tương đen của mẹ, dài của mẹ dài lắm. Cái miệng tèm lem luôn. Ừ. Được. TikTok có biết âm thái công như vậy. Biết. À, hứa nhận ăn hộp vịt lộn với cái bộ khén giờ đó như thế. Ừ. Năm dùng kiểu cái gì. Nhưng mà cái vấn đề đó không quan trọng, đi vô coi comment thấy mất cười. Chửi không? Không có chửi. Đi ăn thử đi. À, ăn đi. Cái nó móc, nó móc ngoài anh lên. Ừ, ngoài nó, ăn, nó. Tan cái hộp. Mày ăn giống như vậy nào. Không có nghĩ đâu là chắc hết trên kia, trên ngay chỗ này này, cửa sổ này nè, cửa sổ để đầu này hay có. Mì là mì nơ, mì tương gì? Tương. Tương đen. Vị lạ. Thơm thơm như có mùi sữa. Nơ. Cắt củ nơ đi. Ngon. Nếu phải quay ngang mới được, quay ngang mới vừa hai mẹ con rồi. Ăn giỏi quá, ăn hết thì mẹ cho nữa. Mì của hai đâu có ớt đâu.
Nghe cầm chén ăn luôn kìa, nó bỏ lên rồi chân bể nha, bỏ lên con, đúng rồi. Dài. Wow, nó ăn dài thiệt. Ê nha, cũng ngon đây. Con ức nè. Mày này có ăn được các bạn. Em bé ăn được là biết cỡ nào rồi, em bé này gần 3 tuổi. Không có cay nha. Gì hả? Wow, wow. Giỏi quá. Nơi đó đang ăn gì vậy? Ăn mì. Ăn mì gì? Mì sốt gì? Mì lúc đây. Mì sốt cay hả? Đâu phải, đây là mì sốt tương gì? Tương, tương màu gì đây? Màu nâu. Màu nâu hả? Mì sốt tương đen. Cao. Ôi, nó ngồi xuống hết con. Rồi mình tĩnh tâm 5 phút. Xong đi chờ lại. Đặt đồ lâu. Rồi chưa mở lên. Rồi chưa mở lên. Ừ, cái mỏ của nó kìa. Bể không? Em bé ăn mê say. Nó nhỏ quá. Kê vô, kê vô, kê miệng vô. Ngon không? Nào mình ăn chắc Mỹ là bưởi vậy nè. Ngon bưởi không? Dạ không, chua lắm. Rồi. Rồi, sạch băng luôn. Bỏ đuổi vô đây, đưa tay cho mẹ. Rồi, nơ nói cô chú ơi, mình có ngon không? Có ngon hả? À. Cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. Bye bye nơ. Bye bye.